ghê thiệt. Thương ạ. Núi, ok. Ở cái ngón trỏ tay phải á, thì nó là ngón logic. Còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự tưởng tượng, khả năng sáng tạo hơi kém. Người ta đang làm nghề thiết kế đó nha. Về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả. Anh có mua bảo hiểm chưa ạ? Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Em tên là Nguyễn Đại Thành, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là một huấn luyện viên Taekwondo. Wow, huấn luyện viên Taekwondo. Vậy là lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị. Lộn xộn quật một cái là nằm luôn nha quý vị. Ngoài cái việc huấn luyện viên đó thì em còn làm thêm gì nữa không? Ngoài huấn luyện viên võ thuật thì em còn làm những cái công việc tay chân để kiếm thêm thu nhập và để trang trải đam mê. Ví dụ như chân. Bóc vát, dọn nhà, shipper, hoặc là mấy tất cả các công việc mà mình kiếm ra được tiền là em đều làm được hết. Wow, giỏi quá vậy. Công việc mà em làm huấn luyện viên là vào cái giờ nào? Thường là buổi tối, các ngày trong tuần, còn buổi sáng thì em đi làm lặt vặt thôi. Là mình dạy hay là sao? Dạ em dạy. Đối tượng học sinh là? Đối tượng là những cái em nhỏ cấp 2 hoặc là tiểu học. Một huấn luyện viên Taekwondo ha, 26 tuổi, tên Thành. Bạn nữ ngồi ghế màu đỏ nè, giới thiệu về mình đi nè. Dạ, xin chào anh Hứa Minh Đẹp và chị Cát Tường cùng tất cả các bạn trong trường quay cùng quý vị khán giả. Em tên là Lan Anh, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 23 tuổi, hiện đang làm công việc làm kinh doanh online và thiết kế thời trang ạ. Lan Anh ơi, bán hàng online rồi mình có thiếu shipper không? Bên đây có anh Thành làm shipper nha. Dạ. Có thể móc nối liên hệ cho người ta tạo thêm thu nhập cho bạn trai luôn nè, rồi hai bạn cùng phát triển công việc kinh doanh. Dạ đúng rồi. Nghe ổn ha. Người bán người ship luôn, hốt trọn tiền luôn. Hello em trai ở ghế màu xanh, em tên gì? Em tên là Bùi Hữu Minh Trí. Bùi Hữu Minh Trí, vâng. Trí là sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93. Em đang làm công việc gì Trí? Dạ em đang làm công việc phần mềm điện thoại và dịch vụ Facebook ạ. Dịch vụ Facebook? Vâng. À là tăng mắt like mắt đỏ hả? Vâng, mới làm phần mềm điện thoại. Phần mềm. Vâng. Wow. Rồi là hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống một mình thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Vậy là quê mình ở Đắk Lắk. Vâng. Ôi, hồi hộp lắm hay sao mà mặt ó cười lên đẹp trai vậy, không cười. Cười lên cho tôi nha. Run. Run á hả? Vâng. Trước khi làm cái nghề điện thoại á mà làm Facebook á thì trước đó em làm gì? Em mới học xong là em đi học điện thoại nó rồi mở luôn đó. À mở luôn. Vâng. Nghĩa là giờ mình sửa điện thoại là mình chủ tiệm. Vâng. Đợt em có tiệm ở Buôn Ma Thuột á, nhưng mà bây giờ chuyển vào đây làm chung với anh họ. À. Vâng. Anh chàng bên đó có vẻ rụt rè quá ha. Run rẩy quá hả gì tường? À. Nè, bây giờ tới mình nè. Bạn nữ ngồi ghế màu xanh tự tin lên nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Giới thiệu về bản thân mình đi nè. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Linh, năm nay em 28 tuổi. Và hiện tại em là giáo viên tiếng Anh tại trường cấp 2 ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là ham học hỏi, hiếu thảo. Trong nghề nghiệp thì em yêu nghề, yêu trẻ. Còn điểm yếu của em là em hơi ít nói với rụt rè. Giáo viên dạy tiếng Anh mà lại ít nói và rụt rè. Dạ, tại vì môi trường của em chỉ có ở trường rồi ở nhà. Em rất là ít đi ra ngoài nói chuyện với giao tiếp với mọi người. Lúc đứng trên lớp thì em khác. À. Dạ, nhưng mà đối với người khác á, ví dụ như bây giờ mình mới biết nhau nên là em rụt rè ít nói hơn. Ừ. Bình thường trong lớp có ai nào mà mình giúp vui cho các bé rồi mình hát, cô giáo rồi dạy hát cho các con không? Bây giờ mình hát thử bài hát cho thay đổi không khí đi nè. Em hát tiếng Việt luôn. Được. Dạ. Được không? Tạm biệt anh đã lâu, sắp về đến nhà, mà trong em còn nguyên bao sâu lắng. Nhà anh không thật xa, mới đây mà em đã thấy trong vắng tương tư. Bởi vì anh là thiên thần may mắn, anh là sao trời rọi sáng. Có anh em nào đâu dám mà rung. Em hơi bị rung. Rung quá hả? Dạ. Vậy chứ bên đây có người nghe còn rung hơn là cái người hát luôn á. Cười lên coi anh cưng, bẻ tay hoài một hồi thiệt cho nó gãy khớp tay luôn. Rồi hát một câu cuối này để vỗ tay cho lấy nhịp vỗ tay nè. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lên lên ngàn ngày. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đã lan tỏa trong tim em. Đó là bạn nữ ở ghế màu xanh phải không? Màu xanh.
Rồi, ưu tiên cho bạn Xanh luôn đó. Bạn Xanh hát đi. Em thấy rung. Rung mới hát. Nói chứ cho đỡ rung. Người ta vẫn còn hát được nè. Em xin hát một đoạn của bài Cầu Vồng Khuyết. Rồi, mời em. Ai đã yêu một lần được hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần được trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa, như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi. Chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao. Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ôi trời ơi. Trời đang hay vậy là bất thân quá à. Sẵn thì mình giới thiệu luôn. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Điểm yếu của em là hơi rụt rè. Rụt rè luôn. Ít nói. Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn. Những việc gì mà bạn gái làm được, em làm được hết. Ví dụ, những việc gì bạn gái làm được, mình làm được. Rửa chén, giặt đồ. À, sau này cũng có thể hỗ trợ vợ làm việc trong nhà lặt vặt được hết, đúng không? Dạ. À, em thì sao? Thầy giáo, thầy kinh đô của tôi phải không? Điểm mạnh, điểm yếu của em. Ghế đỏ đúng không vậy? À, ghế đỏ. Quay lại chàng trai ghế đỏ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn và có thể làm được tất cả mọi việc trong gia đình. Có một cái là khá là lì lợm, tức là mình không có sợ bất kỳ cái gì hết, không có sợ quá nhiều. Ai mà có yêu cầu gì em đều có thể làm được hết. Ừ. Những cái việc nào mà em đã từng làm qua rồi em kể cho Tường nghe chứ cơ. Dạ, em từng làm về sinh chắc vân tay, tư vấn và làm về marketing, viết bài để cho quảng cáo. À. Dạ, và vẽ để bán những cái tranh hoạt hình hả? Ủa em biết vẽ luôn hả? Dạ, em biết vẽ, em biết hát. Ồ. Nhiều nghề quá vậy. Dạ. Vẽ tranh hoạt hình để bán luôn. Cái mà em cảm thấy là nó trội nhất trong những cái năng khiếu của em. Những cái kỹ năng của em là cái gì? Em nghĩ là hát. Hát. Vậy tại sao không vỗ tay nghe bạn ấy hát? Love in your eyes, sitting silent by my side, holding hold, holding hand, walking through the night. Hold me yet, hold me tight, let me yet to touch the sky, teaching me to love with heart. Happen me, open my mind, I can fly, I love that I can fly, to give the best of my, till the end of the time, believe me, I can fly, I'm love that I can fly, to give the best of my, the heaven in the sky. Rung quá trời, rung luôn, giọng hay mà rung dữ vậy. Cái gì sinh chất vân tay là sao? Dạ, em có từng làm qua sinh chất vân tay, tức là mình nhìn vào cái tinh vân tay của đối phương và mình có thể đoán biết được cái tính cách, tiềm năng của đối phương và những cái điểm mạnh, điểm yếu. Ra đây tôi cho chắc cái vân tay cái coi nè, đi ra đây. Chắc được vân tay hả? Coi tay của cô. Muốn vân ghế đỏ hay đỏ, là ghế đỏ, đỏ. Đỏ. Ghê thiệt. Được nè. Núi ok. Ok. Tay rồi tay kia. Ở hai ngón cái của bạn á, nó là chủng vân tay hình nước. Cái tính cách của bạn là thường có xu hướng là sẽ xuôi dòng, kiểu như mình rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó thì mình sẽ dễ thích nghi, hòa đồng, dễ thích nghi và dễ học hỏi nữa. Cả hai ngón trỏ của bạn đều là chủng núi. Nãy mới chủng nước lên tới chủng núi rồi hả? Ở cái ngón trỏ tay phải thì nó là ngón logic. Còn ngón tay trái thì nó biểu hiện cho cái sự tưởng tượng. Chủng núi thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình tư duy cũng như là tưởng tượng ra những cái hình ảnh trong đầu. Thực tế cho bạn không có tưởng tượng, không có suy nghĩ ra được. Không có sáng tạo. Dạ đúng rồi, khả năng sáng tạo hơi kém. Người ta đang làm nghề thiết kế đó nha. Trời ơi trời. Thiết kế thời trang đó. Trời ơi trời. Nãy ông phù thủy võ thuật cậu mới vừa xem sinh trắc dân trai em á, bây giờ có đúng hay không? Thấy mạnh thế yếu mình đi. Dạ thì em thấy là bạn nam xem trai em là đúng khoảng 60-70%. Wow. Tính em là đúng là rất là hòa đồng. Và cũng như là dễ bị cảm xúc theo những người xung quanh. Tuy nhiên là về cái vấn đề sáng tạo thì em nghĩ là em không có gặp vấn đề khó khăn gì cả. Bây giờ điểm yếu em là cái gì? Dạ điểm yếu của em là hay quên. Mỗi lần mà hay mà em giận thì em hay im lặng. Nhưng mà ví dụ mà giận thì chỉ im lặng một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ không có im lặng dài như một số giận. Người việc gì em hay giận? Ví dụ như là bạn bè em hay thất hẹn. Cho leo cây là giận. Nói chung là hay giận á, đừng cho người ta leo cây nhiều là giận. Bây giờ tình trường luôn đi. Em có hai mối tình. Hai mối tình. Hai anh thì đều lớn hơn em khoảng 8-9 tuổi. Và em không có quen ai được quá 6-7 tháng hết. Ủa lý do sao luôn vậy? Nói chung là em là một người quyết định khá là nhanh á. Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó để cả hai bên thoải mái. Hai mối tình đó mối tình nào cũng vậy trơn hả? Anh thấy sao thì lý do hơi khác một xíu. À lý do như thế nào khác? Là anh đó bận quá, không có gặp em thường xuyên. Đa số một lần, hai lần, ba lần
lần sau thôi khỏi gặp luôn. Dạ, ở Sài Gòn với nhau mà 2 tuần hơn, nhiều khi chưa gặp một lần nữa. Tụi em có nào thắc mắc không, hỏi ảnh là tại sao anh không dành thời gian cho em không? Em có hỏi thì anh đó kêu là em phải hẹn ảnh. Em phải hẹn ảnh. Hả? Kỳ vậy? Tại vì có lâu lâu có vài lần thời gian đầu anh đó hẹn em xong em bận, thì lúc đó em bận học thiệt. À, chắc anh giận ngược lại phải không? Dạ đúng rồi. Thế bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. Đó em chưa rất em kinh nghiệm. Cho người ta leo cây. Dạ. Đó. Nhưng tại mà... sao mà cái người bạn trai kia mà muốn em đi thì em phải hẹn người ta cũng quế em nhiều lần rồi. Dạ không, bạn đó có 1-2 lần rồi chị. À. Dạ. Bây giờ người ta tại sao mà mắc gì coi tin mà không trả lời? Em kinh doanh online á cho nên là em có 2 cái điện thoại. À. Một cái là cho công việc thì em sẽ kè kè nó bên người, còn một cái mà để liên lạc với người thân gia đình thì hình như tới tối em mới xem. Đó, bởi vậy nhiều khi cái người thân mới quan trọng, vậy là em đang cũng chú trọng cái công sự nghiệp hơn là người yêu với cái gia đình. Cũng giống như em á, em cho ta 1 lần, 2 lần, 3 lần em cũng cho người ta lên đường. Thì thanh niên bây giờ cũng vậy, không có ai chịu khó nhiều lần đâu em ơi. Dạ. Ví dụ như là 1 lần, 2 lần, 3 lần người ta nhắn hoài em không trả lời thì người ta thôi, ta cũng ngại, ta đâu có nhắn nữa. Nhiều khi nó nói, ủa chắc không thích mình nữa rồi. Em nghe tiêu chuẩn của cổ em thấy sao? Em nhắm em thấy ổn không? Em thấy căng chị ơi. Căng vụ nào? Căng vụ gì vậy? Cái việc mà mình kiểu như khi mà nhắn tin với bạn á, thì bạn sẽ kiểu im lặng quá lâu và nếu mà mình cứ nhắn liên tục thì nó hơi kỳ. Kiên nhẫn, người ta thử chút xíu rồi đã bớt kiên nhẫn rồi, với bộ nó nói vậy thôi. Bạn ơi, bạn có cảm thấy phiền quá đó nhưng mà mình nhắn một lúc tràn 10 tin không? 10 tin mà nó không cầm điện thoại thì bạn cũng đâu có đọc đâu. Quan trọng không phải là người ta không trả lời mà tại vì người ta không có cầm điện thoại. Kiểu như một khoảng thời gian đó mình nhắn một tin thôi mà. Đúng rồi. Qua một thời gian khác mình lại nhắn. Kiểu như mình không thấy trả lời lâu quá mình sẽ lại hỏi. Kiểu như tới tối bạn cầm điện thoại lên thì bạn thấy 1 giờ một tin nhắn, 2 giờ 2 3 tin nhắn vậy, cái 4 giờ 3-4 tin nhắn nữa thì nó có hơi rất là kỳ luôn á. Thì hỏi cổ coi thấy kỳ không em? Dạ không à. Bạn thích được quan tâm đúng không? Dạ quan tâm đúng chuyện thôi. Thế còn tình trường của em thì sao? Cái mối tình sâu đậm nhất của em là hồi cấp 3. Em có quen một bạn và mình cảm thấy như cái mối tình của mình làm ảnh hưởng tới học tập quá, cái tự nhiên mình áp lực, bạn cũng cảm thấy bạn bị lây cái áp lực đó luôn và cũng không được đi được tới đâu. Giờ sau này thì em có quen rất là nhiều người mà cũng càng mấy em nhỏ học cấp 3, cấp 2 thôi. Trời đất ơi. Trời mạnh vậy. Gì vậy? Kèo mạnh vậy. Tại kèo... em khá là dễ tính. À là cũng như là những cái bạn là tới học võ lớp em rồi xong rồi. Dạ, là mấy bé cứ ngỏ lời là em gật đầu, Lúc đó là em rất là dễ dãi mà không có một cái tiêu chuẩn riêng nào cả. Dễ dãi vậy? Dạ, tại vì em sợ ế á chị. Bạn gái toàn là học trò không à? Ừ, xưa giờ bạn gái toàn là học trò. Chứ chưa có người nào ở ngoài môi trường võ thuật đó hết trơn á. Dạ chưa. Rồi coi như từng là từng em một vô học là lần lượt đến và lần lượt đi. Hả? Thường là học trò họ chia tay với em xong xong là họ chủ động nghỉ học luôn. Thì... tại sao mà họ chủ động chia tay với em? Vì lý do gì ta chia tay với em? Ở cái tuổi của em thì có nhiều cái cản trở mà mấy bạn không có hiểu được. Chẳng hạn như em đang dạy đi mà bữa đó mấy bé ở nhà, mấy bé không có đi học thì mấy bé nhắn tin cho em, kiểu như em không có trả lời được liền á là bắt đầu có chuyện rồi nha. Dạ. Khổ ha. Dạ. Thầy cũng chịu khó bé này ghê. Bé nhiều khi có đăng ký đi học lớp võ nào không vậy? Dạ không ạ. Ở không được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng nửa năm rồi. Nửa năm là tại vì dịch nên không có học võ đó phải không? Dạ em vẫn dạy online. Dạ. Online thì bởi vậy đâu có quen được. Dạ. Gặp trực tiếp có tập võ đồ nắm tay nắm chân đẩy đẩy đồ gì nào nó mới quen đúng luôn. Không? Dạ. Đó cũng đá hay ghê. Mà có nắm tay nắm chân thôi hả, chứ không có làm gì hơn. Tại em cũng biết mấy bé còn nhỏ nên em không có dám đi xa. Mà tại sao không kiếm một người ở ngoài cái môi trường nó lớn một chút trưởng thành quen, mà sao quen nhỏ nhỏ không chi vậy? Thường là những cái mối tình ở ngoài thì nó kiểu qua đường thôi, kiểu qua đường thôi. Kiểu cho biết cảm giác thôi chứ không có phải là yêu đương. Còn mấy bé là yêu đương? Dạ mấy bé là mình có tình cảm thiệt. Có tình cảm thiệt? Dạ. Có qua đường ở bên ngoài nữa. Kiểu như những cái thời gian mình không có quen ai thì mình có hay đi như là gặp gỡ nhiều đúng không? Em gặp gỡ nhiều mối quan hệ. Vậy sao mà lý em chọn cái mẫu người như thế nào? Cái mẫu người mà em thích thì con gái mà kiểu không có phải là ngại quá nhiều thứ. Con gái là phải kiểu mạnh mẽ, kiểu cường nữ giống như Ngô Thanh Vân á. Có cái chuẩn vậy đó phải không? Rồi. Biết chơi thể thao, thích vận động thường xuyên chứ không có kiểu là cứ nằm liệm nằm chỗ. Rồi bây giờ qua tới cặp xanh nha, em sao, tình trường như thế nào? Quen nhiều nhưng mà chưa yêu được ai. Quen nhiều mà chưa yêu được ai là sao? Nhiều là nhiều bao nhiêu? Quen biết nhắn tin rồi đi cà phê gì đó nhưng mà cứ quen một thời gian là người ta đi lấy chồng hết. Trời ơi em mát tay quá vậy, quen ai ta đi lấy chồng hết. Gọi là một cái mối tình chính thức là có chưa? Chưa có chính thức gì. Chỉ cà phê đồ này kia vậy thôi hả? Thì quen thì nhắn tin, nói chung quan tâm thôi nhưng mà. Được cà phê cà pháo nắm tay gì chưa? Có nắm tay chứ. Có nắm tay, có hôn chưa? Chưa chứ. Trời đất ơi, rồi chưa có mối tình nào chính thức luôn.
là coi như chưa hôn bạn gái nào hết. Hôn thì chắc chắn là có rồi. À, có rồi. Tưởng đâu nói hông luôn chứ. Chớp nhoáng là mấy tháng hay là có dài lắm, được một tháng rưỡi gì đó. Một tháng rưỡi thôi. Rồi em lắm. Đã tiễn em đi lấy chồng được mấy người rồi? Chắc cũng gần chục người. Gần chục người. Cái gì? Một chục người em quen đều lên xe bông hết. Wow. Trời đất ơi, em còn mát tay hơn chị nữa. Không có em đổi chỗ đi. Chứ là em chọn những người phụ nữ sắp lấy chồng hay là sao? Không, kể cả những người bạn gái lúc đầu chưa có người yêu. Hay là em quen sau này một thời gian thì người ta lại đi yêu người khác luôn. Yêu người khác là người ta lấy luôn. Vâng. Vậy mình có coi là mình chưa vấn đề là mình có vấn đề bị gì không? Rồi em hơi nhát với là nói chuyện không được hay lắm. Đó, phải tự tin lên. Chứ bây giờ mình vô mình khai màu, mình gõ cửa xong mình không tiến vô, cái anh khác anh tiến vô trước mình là mình thua rồi. Cái mẫu hình tượng, cái mẫu hình dáng của người phụ nữ tiêu chuẩn của em là gì? Người phụ nữ biết nấu ăn, cũng hoạt động thể thao, biết quan tâm. Nhắn tin thì phải trả lời chứ đừng có im mà được. Em chỉ cần một bạn nam kiên trì một xíu. Kiên trì. Tại vì có những lúc nhắn tin em hay quên trả lời em. Trời ơi. À, nhắn tin là trả lời liền là được đúng không? Dạ, không cần trả lời liền, nhưng mà ý là nhắn tin nhưng vẫn phải trả lời là được. Nói chung là phải có hồi đáp, có thể chậm nhưng mà cũng phải có hồi đáp để người ta biết là người ta sự cũng muốn tương tác với mình đúng không? Không, thật sự điều đó đúng. Bên kia làm sao? Ta kể là mát tai lắm. Những mối tình của em như thế nào? Dạ, em có chính thức hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là sinh viên khoảng 2-3 năm. Bởi vì khi ra trường á, suy nghĩ nó khác nhau, dẫn đến cãi vã là suy nghĩ chưa chín chắn rồi tan. Còn mối tình thứ hai thì khoảng 1 năm rưỡi thì bạn đó ra nước ngoài, xa mặt cách lòng. Vậy chỉ có gì đó thôi. Vậy chỉ có gì đó thôi. Sao nó nhạt quá vậy? Thì bởi vậy thiệt luôn á. Vô nguyên văn nè, thí dụ như cái mối tình thứ hai đi. Bạn đó ra nước ngoài. Thì ra nước ngoài vẫn quen được mà, vẫn hẹn hò với nhau được chứ bộ, cưới nhau được mà. Bạn đó không hẹn cưới em mà bạn đó lại bảo là bạn đó muốn có quốc tịch nước đó. Bạn đó muốn kết hôn. Rồi sau 3 năm bạn đó sẽ ly dị vợ bạn đó rồi bạn đó cưới em. Dạ, nên là em không đồng ý với cái suy nghĩ đó. Tại sao em không đồng ý? Tại vì mình cũng là cô giáo. Nó không có cái lý do kể ra vậy chứ. Dạ. Rồi sau đó cắt luôn. Dạ, cũng nói chuyện qua lại rồi. Hình như là chắc bạn đó có vợ thiệt rồi nên là không nói chuyện nữa. Thế bây giờ muốn tìm một người chồng như thế nào? Đối với em thì bạn nam phải có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương vợ con, không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Thì tôi thấy bên đây hai chàng trai bên này cũng trầm không à. Rồi ai cũng rụt rè hết trơn. Mình thấy phía dưới là có hai cô chú, cho Tường xin giao lưu với cô chú ạ. Chào cô Cát Tường xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Đẹp cô, chào cậu Minh Đạt. Dạ, chào cô. Cô là cô ruột của Phương Linh. Dạ. Chú là chồng của cô. Dạ, cô ruột của Linh. Hai cô chú ngồi ở dưới thì cũng lắng nghe các em ở trên này chia sẻ thì không biết là hiện tại là cô chú có suy nghĩ như thế nào ạ? Bé Phương Linh á, hiền lắm, chỉ được cái là học giỏi, chăm chỉ. Bố cháu bảo là cũng bắt cháu tham gia cái chương trình này. Nhưng mà hôm nay là bố không có thời gian để đến, mẹ không có thời gian để đến. Cô rất là thương nên cô bỏ công việc mà đến ủng hộ. Dạ. Ở bên đây hai chàng trai bên đây thì cô thấy là ai cũng đẹp trai hết. Và ai cũng có nghề nghiệp ổn định như ý của con. Nhưng mà theo như cô chú nãy giờ mình ngồi ở dưới mình lắng nghe hai chàng trai trên này chia sẻ thì con cháu trong nhà mình là mình biết ý, biết tánh, biết nết. Thì cô chú nghĩ là bạn nào sẽ có thể là phù hợp với bé Linh hơn? Ở nhà thì hai cô cháu cũng có thống nhất rồi đó. Cô Năm ở dưới này, cô Năm chỉ quan sát thôi. Còn cái cảm nhận của con hồi nãy giờ lắng nghe người ta chia sẻ thì con chọn anh xanh hay anh đỏ là hợp hơn theo như ý cô? Theo cô á, cô quan điểm á, đàn ông á người ta thích chọn cái người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình. Thì cái cậu bé đỏ thì cậu trẻ hơn, nhỏ hơn cháu của cô 2 tuổi, cô chỉ nói như vậy thôi. Dạ. Rồi, thế thì bây giờ còn chờ đợi gì nữa hả chị? Chờ gì nữa? Chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Yeah. Rồi nhìn nhau nè các bạn ơi. Chúng ta được gặp mặt nhau. Bạn gái trước đi, cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, em gái gái đỏ? Dạ em cảm thấy là hai anh có ngoại hình sáng và ăn mặc là đẹp. Trong lòng mình có xao xuyến chút nào chưa? Hồi hộp gì chưa? Dạ có một chút. Có một chút hả? Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Rồi vậy bé Linh thì sao? Dạ hai bạn dễ thương. Dễ thương. Dạ. Ăn mặc lịch sự, đàng hoàng, nhìn vô là biết người đàng hoàng. Hay còn em, cảm xúc của mình đầu tiên như thế nào? Dạ, em thấy hai bạn quá đẹp. Quá đẹp hả? Dạ, trời, khá là xao xuyến. Mình muốn tặng quà chưa? Em muốn tặng quà liền luôn. Muốn hả? Muốn tặng liền. Chị tưởng đâu em còn chờ đợi tìm hiểu thêm.
mình tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Ok, bạn có thể đọc mảnh giấy bên trong. Dạ. Mở ra đi coi cái gì nè. Wow, một chiếc đồng hồ. Thời gian tạo ra tất cả, cũng thay đổi tất cả. Thì bạn có hiểu ý nghĩa của cái câu nói đó không? Theo em thì thời gian thì có thể giúp mọi người xây dựng những thứ mà mọi người muốn, cũng như là bỏ đi những cái mà mọi người nên bỏ để phù hợp với cuộc sống nên tốt đẹp hơn. Hỏi ảnh coi phải không? Sao không dám nhìn mặt ảnh vậy? Anh thấy sao ạ? Anh thấy thì cũng đúng, nhưng mà anh ý anh còn nhiều ý hơn. Không, ý của em là sao bây giờ em đeo cái đồng hồ vô tay bạn gái rồi, rồi em nói cái ý đó. Của em luôn. Mình xin phép cái ý nghĩa mà cái câu nói của mình của anh á, thì muốn cho em biết là hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. Hồi nãy em có nghe nói là anh biết vẽ, thì em có một cái sở thích nhỏ là hay vẽ lúc rảnh rỗi hay là stress. Cho nên là hôm nay em có mang đến đây tặng anh một bức tranh. Rồi hai bạn này hợp nhau ghê ta. Như là... cái này là em vẽ hay là... Dạ, cái này là em vẽ bằng màu acrylic. Wow, giỏi. Dạ em. Ok, cảm ơn em ha. Đẹp không cưng? Đẹp. Bức tranh nó ý nghĩa gì? Cho anh nói. Wow. em có thích đi phượt không? Dạ không. Cái này vậy là hiểu sai rồi. Em cầm cho, rồi em giải thích đi. Kiểu như dù có mọi chuyện có như thế nào thì chỉ cần cả hai cùng nhau là có thể vượt qua được. Không biết là có đúng ý của em hay không? Dạ cũng đúng một phần. Em chỉ muốn có một chuyện tình bình yên giống như bức tranh này thôi ạ. Wow, okay. Con cặp xanh thì như thế nào? Cô em tặng qua được chưa chị? Được rồi, tới phiên em rồi đó. Dễ thương quá. Mình có món quà muốn tặng bạn. Đây là 4 thỏi son, 10 thỏi một màu ấy. Khi nào bạn son lên môi thì hãy nhớ đến mình. Hai người nói lớn lớn lên cho người ta nghe chung dí. Đây là son đúng không? Hồi nãy nghe nói và son. Khi nào môi khô thì tha môi son vô. Em tặng anh cái cà vạt này. Em không biết thắt cà vạt, nhưng mà em sẽ học. Em chỉ cần có lý do để thắt cà vạt cho anh thôi. Bây giờ em chưa biết thắt phải không? Dạ chưa. Bây giờ em cứ trồng vô cổ anh trước đi, còn từ từ tập thắt sau. Em biết thắt không? Em không biết thắt luôn. Không biết thắt luôn hả? Trời ơi. Mai mốt từ từ hai người tự học thắt để với cho nhau. Người ta treo vô. Cái dòng mày thì... thắt giống như thắt khăn hoàng vậy đó. Em cứ thắt lại đi. Xưa đi học mình thắt khăn hoàng, sao mình thắt vậy? Đó, theo cái suy nghĩ bây giờ em thắt sao thắt vậy? Em thắt sao mà em cột được ảnh em kéo đi là được rồi. Rồi, hay quá trời. Đó. Đó, cũng chuẩn lắm chứ bộ. Vậy mà la không biết thắt. Quà cũng vô, những cái form rồi cũng có ra con cung mà. Rồi, bẻ cổ áo xuống. Được chưa? Bẻ cổ áo xuống. Đẹp trai chưa? Wow. Được rồi ha. Ngon lành, ngon lành. Trời ơi, bà tóc buồn. Thôi kệ. Thôi kệ đi em, tấm lòng. Em hãy cảm nhận khi mà bạn đã khắc khăn hoàng cho em. Khăn hoàng? Ủa? Khắc khăn hoàng. Kiểu này sáng tạo quá nha. Sáng tạo quá nha. Sáng tạo. Gài nút cho luôn kìa. Gài nút để che cái tông. Tập gài đi, rồi mai mốt tập tháo sao? Thật bữa nay xin. Các bạn. Sao bạn ăn gì nữa? Cảm ơn anh, bốt về sau của anh. Ủa nay 7 hay 4? Dạ 4 cây ạ. Hồi nay em nói 7. Em giỡn. Chưa kịp nhìn. Hai đứa về chỗ đi. Em có được hỏi bạn gái thêm không ạ? Được chứ Cưng. Em muốn hỏi gì hỏi đi Cưng. Em có thích những cái trò chơi mạo hiểm kiểu như leo núi hoặc là chạy bộ hoặc là kiểu ngồi phía sau xe và kiểu đi vòng vòng thành phố không? Nếu mà đi vòng vòng thì em đi được chứ. Đi tỉnh thì không được đúng không? Dạ, ngoài ra thì nếu mà leo núi thì em vẫn có thể leo. Nhưng mà mấy cái trò cảm giác mạnh thì em bị sợ độ cao. Sợ độ cao, anh cũng sợ độ cao. Dạ. Thể lực em có tốt hay không? Không đó. Dạ không, em ở mức bình thường thôi anh. Bình thường, có hay bơi lội hay là chơi một môn thể thao nào đó dạ, không? Dạ em thường đi tập gym với tập yoga thôi ạ. Tập gym yoga là khỏe chứ là thể lực có chứ sao mà nói. Dạ không? Nhưng mà em bị giáo viên nhận xét là vẫn yếu. Yếu phải không? Anh dạ. Cũng tập yoga và tập gym, nếu được thì mình có thể đi chung với nhau. Dạ. Đi chung với nhau rồi là ai trả tiền? Thì đương nhiên là em trả thôi. Phải không? Dạ. Rồi đi học yoga chung là em đóng tiền luôn hả? Dạ, em sẽ kiểu em bao bọc bạn gái. Bao bọc bạn gái hả? Đó, tôi muốn nghe cái chỗ đó đó. Đó, ghê ha. Còn em thì em nghĩ sao? Ví dụ như giờ hai đứa yêu nhau, đi chơi rồi này kia, mua đã sinh hoạt thì ai trả tiền? Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền giống như bạn gái. Có sở thích thích trả tiền cho bạn gái? Vâng. Hay vậy? Đó giờ đâu có bạn gái đâu. Vâng. Đã từng. Cũng có cà phê, cà pháo rồi phải không? Vâng. Là toàn trả tiền hết á phải không? Vâng. Mà chia tay trơn, trời tốn quá trời tiền luôn mà chưa được cô nào. Vâng.
Không có gì mình rút kinh nghiệm đi, lần này mình đừng trả nữa. Mình trả nhưng mà trả ít hơn thì... Trả ít hơn là sao? Có nghĩa là mình chi tiêu ít hơn. À là mình đâu có kinh nghiệm à. Tại vì anh đã sợ em đi lấy chồng nữa là chi ít hơn. Tại vì anh đã sợ em đi lấy chồng nữa là chi ít hơn. À, chứ mà chi nhiều quá em có vốn em đi nữa phải không? Tìm được người tâm đầu ý hợp thì khoảng bao lâu thì kết hôn được? Hợp thì tầm cỡ 6 tháng hoặc 1 năm gì đó tìm hiểu được. Rồi lấy nhau về thì ở đâu? Sài Gòn này chị. Sài Gòn là đang ở đâu? Đang ở Bình Thạnh. Là nhà đó của ai? Em thuê cái mặt bằng đó làm trong ở trong đó luôn. Tương lai nếu mà hai vợ chồng ấy thì góp tiền rồi mua nhà luôn. Đúng rồi, cái giờ trước mắt là như vậy, còn được thì từ từ có kế hoạch. Ổn, còn anh bên đây. Em có ý định kết hôn sớm không hay là mình? Dạ, em thì cũng chưa nhưng mà ba em cũng hối rồi anh. Wow, vậy ba hối rồi hả? Hiện tại thì em kiểu cũng muốn quen một thời gian, kiểu 1-2 năm rồi mình mới tính tới cái chuyện xa hơn. Em có thấy như vậy ổn không? Tại vì anh hiện tại anh cũng chưa có cái gì gọi là chắc chắn về tài chính hoặc là gia đình, chuyện gia đình. Dạ, nếu mà 1-2 năm thì ổn. Cũng phù hợp cho đôi bên không ha. Được mà. Rồi, thôi bây giờ cho nó thay đổi không khí chút nè. Bây giờ tôi chưa biết các bạn khác là có tài năng gì mà tôi biết trước tiên Thành là coi như là võ thuật. Là võ thuật. Bây giờ biểu diễn dài đường cho mọi người xem với. Ê, anh Đạt, anh có mua bảo hiểm chưa? Sao anh hỏi vấn đề đó vậy? Dạ, sao em muốn mời anh uống cà phê. Phụ diễn với em không? Phụ diễn. Em bảo đảm anh không có để thân đất đâu. anh có sẵn sàng có tự tin không? Thấy cái mặt nó là để... không có sẵn sàng. Tái rồi đó. Dạ. Chị nói thiệt cái Thành, tại chị mang vài cao gót mà áo đầm chứ không á. Chị là em biết mẫu người, chị là cái mẫu người coi như là rất mạnh mẽ. À, phóng khoáng, thoải mái, nhưng mà bây giờ đành phải nhường cho Đạt thôi. Vỗ tay cho anh Đạt đi, quý khách ơi, quý khán giả ơi. Rồi, hay là một người xấu? Vô, anh vô. Ta là con sói đây. Anh nhảy vô và anh cho em một cái tán vô mặt em nè. Dạ. Và em sẽ nhào đỡ. Nhào vô, và... cào cấu đi. Con thỏ ơi. Ơi. Cái gì? Phải... Trước khi bay tới là mình thủ lại. Chết cưng rồi. Má ơi, anh tôi vừa tôi đang ở đâu vậy nè? Anh có ổn không anh? Anh thấy anh quay một cái chiu. Cái bài này em luyện với các bé cấp 1, cấp 2 rất là nhiều rồi, em có đảm bảo cho anh là anh sẽ không sao đâu. Cảm ơn em xin kết thúc màn biểu diễn của em. Không như là bạn rất là nhanh, một cái đòn thật sự là chị chưa kịp coi luôn á Đạt. Nó nhanh thiệt. Làm lại đi, chị chưa kịp coi luôn á. Chị về chị mở lại chương trình Ghép Đôi Thần Tốc 22:30. Hồi nãy đàn trai người ta đã múa võ rồi. Thì giờ mình có múa mai quay cuồng hay mình hát hò vậy cho nó vui vẻ đi nè. Dạ tới em. Dạ em xin lỗi mọi người, tại em đang niềng răng á, cho nên em hát nó sẽ bị liếm lưỡi. À, nhiều khi là những cái bài hát nó sẽ đi vào lòng người, những khúc liếu lưỡi á. Em thử hát đi. Một câu luôn cũng được. Mai mốt mình muốn liếu lưỡi lại đâu được đâu, mình tháo niềng rồi. Bài gì em hay hát phu vơ cũng được. Hạt giấy á chị. Rồi, dễ rồi, hay quá đi. Gặp 1000 hạt giấy để đem tình yêu đông đầy. Nếu anh không... Chết em quên lời. Đợi em đổi bài. Điệp khúc luôn đi. Đổi bài. Điệp khúc sao kìa, điệp khúc kìa, phụ nhắc, đi. Nhắc. Dấu ước mơ chỉ là một mơ ước dạ thôi nhói nhói. Dấu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhói. Rằng anh sẽ đến mỗi sớm mai bình yên. Ngày mai nếu lúc thức dậy và trông thấy anh mỉm cười thì em sẽ chẳng dám ước mơ gì hơn nữa. Anh sẽ vòng hát chung đi. Anh sẽ cầm đôi tay và ôm lấy em dịu dàng, để từ đây không cho em ngày nào xa anh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em mỉm cười thì anh sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Thời gian chúng tôi đã hết rồi. Đây đã dành quá nhiều thời gian cho các bạn trò chuyện nè, va chạm nè, tiếp xúc nè, tỏ tình nè, không? Và bây giờ đến lúc chúng ta phải đưa ra cái quyết định của mình. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút bấm, màu đỏ và màu xanh. Đặt tay vào nút bấm của mình đi. Mỗi người đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đều có hai cơ hội. Mình chọn người nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Nhớ nhìn cho kỹ, đừng bấm lộn nút. Và nếu như cả hai cùng chọn nhau thì mới thành một cặp đôi. Lắng động lại, hồi tưởng lại, nhắm mắt lại để lắng động lại, để nhớ từ nãy giờ những gì đã diễn ra trên cái sân khấu này và đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Rồi, mời anh Đạt. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng
tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5. Hy vọng là sau cái chương trình này, nếu mà em chọn anh thì mình sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu, có nhiều thời gian để chia sẻ cũng như là đồng hành cùng nhau. Thì anh chỉ muốn là anh là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của em. 4. Em không có quen ai được quá 6-7 tháng hết. Ủa lý do sao vậy? Khi mà tụi em có vấn đề gì em cảm thấy không thể giải quyết hay là em không thể dung hòa được thì em sẽ chấm dứt cái mối quan hệ đó. 3. Đối với em thì bạn nam không gia trưởng, vui vẻ một xíu. Tại vì em cũng hơi trầm tính á. Nếu như mà hai người trầm trầm với nhau thì chắc ngồi nhìn nhau cười. Nếu mà đi chơi sinh hoạt thì em trả tiền được. Tại vì em có sở thích là thích trả tiền giống như bạn gái. 2. Một. Bấm, bấm. Hết thời có gian. Có kết quả. Trước chúc tiên, mừng. Chúc mừng một cặp đôi ở màu ghép màu xanh. Yeah. Lý do hôm sau hôm nay em không chọn ai cả? Tại vì em cảm thấy đối phương của em, hai bạn nữ, em có thể nói thiệt không ạ? Thiệt chứ, ủa, nói thiệt mới là tôn trọng nhau. Tại vì em không có cảm nhận được cái sự mạnh mẽ hoặc là quyết đoán ở hai cả hai bạn cho nên em xin phép không chọn cả hai. Nói chung là đây một cái tinh thần có vẻ hơi thượng võ, cái gì nó năng động. Hai cô gái của chúng ta hôm nay rất là yếu điệu. Thế còn em thì sao? Em có cảm xúc suy nghĩ như thế nào trong lúc này? Dạ em không có suy nghĩ gì hết trơn. Thì đó là quyết định của anh thì em tôn trọng quyết định. Nhưng bản thân mình em có thấy buồn không? Em có thấy là... Dạ không, tại vì em cảm thấy là nếu mà anh thích người mạnh mẽ thì mình nên lựa chọn người như vậy. Đúng ngay rồi. Từ đầu luôn. Cảm ơn em. Hy vọng rằng hai bạn thì cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Khi chương trình này phát lên có thể là sẽ có nhiều cơ hội hơn dành cho các bạn. Dạ. Rồi, xin mời tất cả các bạn chúng ta tiến lên phía trước. Xin mời cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay hãy nắm tay nhau. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời yêu. Là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Cảm nhận của em hiện tại như thế nào? Là cảm nhận là vui. Vui gì nữa? Nói nhiều lên một chút. Cảm nhận mạnh dạn lên, bây giờ đừng có rụt rè nữa. Vì họ cả hai người nói gì của bạn gái. Rồi nói gì với bạn gái đi, khi bạn gái cũng đã đồng ý chọn mình. Hy vọng là thời gian tiếp theo là có thể tìm hiểu và đi sâu hơn. Dạ em cảm ơn chương trình và cảm ơn anh đã bấm nút cho em. Dạ em hy vọng lần này người em cưới là anh chứ không phải là người khác. Nhớ nha, lần này là cố gắng nha. Lần này cổ lên xe bông mà chú rể phải là em nha. Được không? Cố gắng nha. Rồi.